Sáng ngày 22 tháng 11, tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức, điển hình tiên tiến những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn năm 2014 đến 2022 đã tổ chức lễ báo công dân Bác. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các thành viên trong đoàn đã xúc động bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xin hứa nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hàng ngày để dần hoàn thiện bản thân. Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn báo cáo với Bác những thành tích tiêu biểu nổi bật. Cụ thể từ năm 2014, qua 5 lần tổ chức, thành phố Hồ Chí Minh đã xét chọn và tuyên dương 618 gương thầm lặng mà cao cả, trong đó có 130 tập thể và 488 cá nhân. Những hình ảnh cao thượng, những câu chuyện đẹp về tình người và những việc làm không vụ lợi, không cần vinh danh đã xuất hiện thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Các tấm gương đã âm thầm đóng góp cho xã hội những việc làm nhân ái, nghĩa tình, tỏa sáng ở tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại nghĩa tình. Với 453 trên 459 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 6, theo đó điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật đất đai, sửa đổi từ kỳ họp thứ 6 sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội. Trình bày tờ trình về vấn đề này, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo chương trình kỳ họp thứ 6, tại phiên họp sáng ngày 29 tháng 11 tới đây, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án luật đất đai, sửa đổi. Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên họp ngày 3 tháng 11 và ý kiến của các cơ quan ngày 16 tháng 11, tại phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến thống nhất về nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Tuy nhiên, dự thảo luật vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án chính sách tối ưu. Việc rà soát, hoàn thiện toàn diện cần thêm thời gian để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật. Do đây là dự án luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống của người dân, nên sau khi thống nhất với chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật đất đai, sửa đổi từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua. Sáng ngày 22 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế đối với ông Dương Ngọc Vinh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1 tháng 12. Trước đó, ông Vinh có đơn đề đạt nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc. Tôi xin thôi giữ chức vụ, muốn về góp một tay vào sự phát triển Bệnh viện Mắt Quảng Nam. Do trước khi làm Phó Giám đốc Sở Y tế, tôi từng làm Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Nam. Với trách nhiệm chung với ngành và chuyên khoa mắt nói riêng, tôi nghĩ khi về bệnh viện mắt, bản thân làm công tác điều trị sẽ cùng ngành phát triển tốt hơn, ông Vinh nói. Trước đó, ngày 1 tháng 9 năm 2021, ông Dương Ngọc Vinh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh khi đang là Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Nam. Liên quan vụ người đàn ông sát hại người phụ nữ cùng hai cháu bé rồi phóng hỏa phi tang như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, sáng ngày 22 tháng 11, Công an quận 8 cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã di lý Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam, ra hiện trường để thực nghiệm phục vụ điều tra. Sau gần 1 giờ đồng hồ thực nghiệm tại hiện trường, đối tượng Nhu đã được đưa về cơ quan công an. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 11, Nhu đi xe tay ga, mặc áo xe ôm công nghệ chở theo can xăng, tới con hẻm trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, ra tay sát hại một phụ nữ sinh năm 1991, rồi đổ xăng, khóa cửa nhốt hai cháu bé lần lượt sinh năm 2020 và 2021, là con của người phụ nữ trên, rồi châm lửa đốt nhà, khiến hai đứa nhỏ bị ngạt khói và tử vong. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm ngày 22 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi,
sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Nam có mưa vài nơi. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất phía Bắc từ 26 đến 29 độ C, phía Nam từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Riêng miền Tây có nơi dưới 30 độ C. Trên biển ngày và đêm nay, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 6 đến 7. Ngày và đêm ngày 23 tháng 11, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động. Chiều tối và đêm cùng ngày, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động. Ngày 22 tháng 11, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ thỏa thuận trả tự do cho một số con tin đang bị lực lượng Hamas giam giữ ở dải Gaza. Thỏa thuận đã được thông qua với đa số phiếu trong cuộc họp nội các. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, thỏa thuận sẽ cho phép trả tự do cho 50 phụ nữ và trẻ em trong vòng 4 ngày, khoảng thời gian này cũng sẽ ngừng bắn. Bên phía Israel cũng phóng thích 150 tù nhân người Palestine. Dự kiến, các con tin sẽ được thả trong vòng 24 giờ kể từ khi thỏa thuận được công bố. Những con tin đầu tiên có thể sẽ được trả tự do vào sáng mai ngày 23 tháng 11. Hamas cũng xác nhận về lệnh ngừng bắn nhân đạo 4 ngày ở dải Gaza. Lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài nếu nhiều con tin được thả hơn. Theo đề xuất của Israel, cứ 10 con tin được thả sẽ thêm một ngày ngừng bắn. Thỏa thuận ngừng bắn cũng cho phép hàng trăm xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo, thuốc men và nhiên liệu vào dải Gaza. Thỏa thuận được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng giữa Israel, Hamas và Mỹ, trong đó Qatar đóng vai trò trung gian chính. Qatar đã chuyển bản dự thảo thỏa thuận con tin cho Israel vào ngày 21 tháng 11.